Anh ơi, em xin top 1, em sub rồi. Em like chưa? Hả? Em like chưa? Chưa like rồi, kiểu này chưa like, kiểu này xấu rồi. Không được, như thế là hư. Bạn sẽ bị cường đắc đi phạt. Vậy đi. Đó. Hát kỹ thật ra đâu có gì nhiều đâu. Giờ mình đang có cái này nè, đánh hai con đấu sĩ cũng ngon, nó trâu, nó đánh nó hồi máu. Đó. Ngon. Thì rồi thì chờ cho khỏi nắng. Mà tôi tưởng trong vết đồ này phải có con Teemo chứ. Đây từ từ đi, để lát mình lên 7 mình bỏ con Janna vô. Đốt miếng máu đi, khó đốt miếng máu để mình roll vàng tướng lên 3 sao cái đó. Có giáp lửa rồi thì thêm quỷ thư. Cái quỷ thư nó đâu chỉ là có mỗi cái trừ máu thôi đâu, với lại cái giáp lửa nó đâu có trừ được hết tất cả các tướng của đối phương đâu. Má giờ này còn Bobby Bobby 1, Bobby 2 nữa thì sao đánh trời. Nhờ Bobby này lên 3 chắc không nổi rồi. Vét thì vét 3 nổi. Chắc lên 7 đi. Lên 7 cho có slot. Bobby này để 2 luôn thôi chứ Bobby lên 3 không nổi. Xuất sắc ma thuật là làm sao? Tức là làm sao? Nhớ nhớ. Pet đi. Let me get in there. Goggles on. Yep. Lý. Tình lý nó vừa hợp tình ảnh lại vừa hợp lý. Bây giờ bán Bobby này luôn, dồn cái giáp lửa qua cho con bé. Hay là cho chip giao điện ta. Dư hẳn một vét luôn á. Có bi ba nữa hả? Ủa vậy nếu như vậy là mỗi tên là nó sẽ tự ra ăn Bobby đúng không?
đúng không? Thì bây giờ tôi chỉ cần úp chết thôi, tôi đâu còn Ron nữa. Mấy ông kêu tôi Ron hết tiền là bậy rồi. Chơi game ngu như mẹ xong rồi kêu người ta Ron. Đồ cái quỷ thư đó có vẻ sexy đấy, cái quỷ thư có vẻ sexy đấy. Nhiều hồi máu quá, lấy cái quỷ thư mới được. Để cho con Heimerdinger, chứ bây giờ thằng nào cũng có một hai con hồi phát sinh hồi máu của này. Đéo có đéo có con Heimerdinger đéo có giảm hồi máu chết á. Nó phải có. Nó phải có quỷ thư. Bây giờ không có quỷ thư lát lỡ xui xui Bobby chết đi rồi giết hai con này bằng cái gì? Nè. Đúng không? Đấy, quá trí tệ. Ok. Đi. Ủa vậy nếu như bây giờ 6 con đều 3 sao hết thì xong một round nó sẽ cho cái gì? Nó sẽ cho mất cái gì? Nó cho Vega, nhưng mà con Vega thì liên quan gì ở đây? Làm gì có con Vega? Con Vega là con nào? Từ nhỏ lớn chưa thấy con Vega luôn á. Tôi đâu thấy đâu, tôi chơi chưa được 10 game đó mà, chịu. Em biết. Không, có cái quỷ thư vô là cái bản thân con Heimerdinger nó chửi con nào là con đó chết. Không cần Bobby. Trời ơi, đồ kiểu này thì tao mà đỡ được. Đồ này cho Bobby với lại vét hết là lụm rồi. Đâu? Vega đâu? 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 Về bà. Đâu? Đâu? Vega đâu? Đâu? Đây rồi. Vega sẽ hiệu triệu từ cổng giáp đồ khi tất cả giáp đồ đều được 3 sao. Đây rồi. Lần đầu tiên tôi thấy luôn á. Dễ thương vậy đó. Nhỏ. Trời ơi, trời. Ôi, những cái giáp đồ này nó quá chùm mấy ông ơi. Ôi kìa. Trời ơi, cái giáp đồ này quá phù hợp cho chị Soi xá xíu luôn. Chị Soi ơi, lần sau có chơi Tutti, chơi giáp đồ chị Soi ơi. Mọi người nhớ like và share subscribe cho kênh của chị Soi xá xíu nha. Anh ơi, em xin top 1, em sub rồi. Em like chưa? Hả? Em like chưa? Chưa like rồi, kiểu này chưa like, kiểu này xấu rồi. Không được, như thế là hư. Bạn sẽ bị cường đắc đi phạt. Đây rồi à. Thôi thì vì một súp đi. Vì, ủa? Rồi top 1 vậy. Rồi, lỗi game luôn. Tập server liên minh huyền thoại luôn. Nhưng hình như tôi top 1 rồi. À thôi. Rồi cậy mình vì một súp đi anh em. Top 1, top 2 quan trọng gì nữa mồ mà. Mình top 1, mình biết mình top 1. Nhưng mà mình cho thằng em đó để mình lấy một súp. Tuyệt vời. Quá đã. À đủ rồi. Tôi cảm thấy là bản thân đủ hiểu biết để có thể bẻ cổ mấy nhóc ác trong kênh chat rồi. Vô đây. Chúng mày vào đây. Bò đen bày bơi hết.